Nông Quân Thành Định xin kính chào toàn thể bà con ạ. Vâng, hôm nay là ngày 13 tháng 1. Em lên nô máy phun vôi xạ lúa, xạ phân, thổi lá. Bà giá bà con nô 8 con nhé. Hôm nay thì đầy đủ các hàng to, nhỏ, lớn, bé, hàng hệ đều có hết các bác nhé. Vâng, các bác chỉ cần kết bạn đến Zalo số điện thoại 0973 164 668. Các bác chốt con nào thì gửi yêu cầu cho em nhé. Vâng, còn hình thức mua bán bên em thì trước khi những cái máy phun vôi này tiền cước gửi nó cao, thì trước khi em gửi hàng cho các bác, các bác cọc trước cho em 200k nhé, 200.000, em sẽ gửi hàng ship Viettel ship tận nhà. Và trước khi nhận hàng và giao tiền cho nhân viên hàng, các bác được quyền xem mặt hàng nhé, và có xăng sẵn ở đó có thể test nổ thử ạ. Vâng, mà máy cực đẹp nhé. Hôm nay thì em đã dọn rửa sạch sẽ rồi, máy nổ hết rồi, ngon nè, đầy đủ các tay cho bác nhé. Vâng, và cái tay này hiện tại về Việt Nam hầu như đa phần nó móp méo rồi, nó nổ. Em sẽ thay tay mới cho các bác nhé, một cái tay thôi. Vâng, tay mới cũng rất ok các bác nhé, vật liệu rất ok. Nói chung các bác để ý đến máy thôi, những cái tay này thì trên thị trường hiện tại bây giờ nó có hết nhỉ, đầy đủ đồ cho các bác. Vâng, nó máy cực đẹp các bác nhé, cũng đến từ rất nhiều thương hiệu: Maruyama, Isuzu, Echo, Robin. Bằng đầu tiên là con số 1. Đó là OB nha các bác nhé. Con số 1. Một con công suất nhỏ các bác nhé, có 2-3cc thôi. Và một con công suất nhỏ. Các bác nào yếu thì đeo những con này thôi. Vâng. Cực sáng nhé, còn sáng nguyên như các bác nhé. Những cái máy mà em đã dọn rửa này nó cực sáng. Đổ xăng vào chỉ việc làm thôi, không phải làm cái gì hết ạ. Và con này đến thương hiệu Isuzu, Kawasaki. Đó, Kawasaki. Nhiều con nó cứ viết cái chữ này là chữ Kawasaki các bác nhé. Đây con nó không ghi chữ Kawasaki mà nó ghi chữ Nhật đấy, thì cứ viết chữ đó là chữ Kawasaki. Và con này có giá là 1.500.000 đồng nha các bác. Nhẹ nha, bắt đầu thích nhẹ nha. Đây để xả phân, xịt vôi. Đá thì con này công suất hơi bé. Vâng, con số 1 là 1.500.000 đồng nha các bác. Đã bao ship thì các bác nhé, đã bao ship tận nhà rồi. Vâng, tiếp tục là con số B2 ạ. Vâng, cũng tương đối sáng ạ. Con này từ thương hiệu Hasuta. Vâng, con này 40cc lòng 40 ly. Đã còn sáng nguyên như các bác. Và con này giá B2 này là có giá là 1.900.000 đồng. Vô Nhật vẫn còn trong. Máy tương đối sáng các bác. Con này bình tầm khoảng 22 lít các bác nhé, 22 lít gì đấy. Con này không có ghi số lít trên bình, con có ghi solid. Bằng con này thì con này tầm 14 lít thôi. Con nhỏ con số 1 thì 14 lít, con số 2 tầm 20 lít thôi. Bằng con này giá B2 1.900.000 nhá. Vâng, tiếp tục là con số B3. Con này ghi rõ ràng rồi. Đến từ thương hiệu Maruyama. Và con này nòng 42 ly này. Maruyama. Con này thì về để xịt vôi thôi, xạ lúa. Con này hỏng này xịt xạ lúa là không hiệu quả đâu nhá. Xịt vôi, thổi lá, xạ phân. Còn xạ lúa thì cái hỏng của nó phải to tí nữa cơ. Và con này có giá là 2.100.000 nhá. Con này bình 24 lít. Và con này tương đối sáng nhá, bình nhức sáng ít. Rất ok, về các bác chỉ việc làm thôi, không thể sửa sang hay làm cái gì, bất kỳ một cái gì khác nữa. Và con này từ thương hiệu Maruyama nhé, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng đấy ạ. Vâng, tiếp tục là con B4. Vâng, một con hàng hệ đây. Một con Echo cực kỳ chắc chắn luôn, dòng này thì chắc chắn rồi. Máy móc rất ok. Con này 45cc cơ ạ.
45cc. Vâng, con này xạ phân rồi thổi vôi, thổi vôi xịt vôi, thổi lá rất ok anh ạ, máy lớn. Vâng, các bộ phận nó đều nhạy hết ạ. Vâng, một con echo 45cc. Con này có giá 2.200.000 đồng nhá, 24 lít. Vâng, tiếp tục lại một con tới từ thương hiệu Kawasaki. Con này 40cc. Vâng, con này cực sáng luôn các bác nhé. Con này 26 lít nhé. Xạ phân, xạ lúa, thổi lá, đủ các kiểu. Tương đối mới các bác nhé. Bình to 26 lít. Con này có giá 2.3 triệu nha các bác, 2.3 triệu. Vâng, tiếp tục là con số B6 ạ. Vâng, con này cũng xạ lúa xạ phân đẹp đẹp. Vâng, một con Robin cực to ạ, 51cc. Vâng, con này cũng nhiều người, nhiều bác săn đón lắm đấy nhá. Một con Robin, Robin cánh bướm đây ạ. Vâng, con máy này các bác có thể kiếm được cái lắp của nó, cần có thể lắp vào máy phát cỏ được nhá. Ôi cực kỳ bền rồi. Cái dòng này bên Lâm Đồng, Bình Phước thì sử dụng rất nhiều đấy ạ. Nhưng mà nó chỉ có là 411. Thì ở đây thằng này 511, công suất cực lớn. Vâng, con B6 này có giá 2.4 triệu nha các bác. Con này thì họng lớn đi bác nhỉ. Nó cực lớn này. Con này thổi khỏe gần như vô địch thiên hạ rồi. Các bác nào mà xài máy phát cỏ những cái dòng Robin này rồi đấy, ví dụ 411, 311 đấy thì các bác biết rồi đấy, nó đã khỏe rồi. Đây thằng này 511 nha các bác. Vâng, bình 26 lít. Bình trên. Con này có giá là 2.400.000 đồng nhá. Các bác mua một con máy 411 của Robin có cần. Các bác nó phải mua giá tầm khoảng 3.500.000 đổ lên rồi. Và các cả cái gắn một cái bình xịt thì em bán có giá 2.400.000 đồng. So với các kênh khác này, em trên cái các kênh khác là tầm khoảng 500 đến 800 nghìn một cái máy phun vôi này các bác nhé. Giá cả và chất lượng các bác không phải lăn tăn một cái vấn đề gì bên kênh nhà em hết. Vâng, máy cực sáng luôn, chỉ có 2.400.000 đồng cho con Robin 511 nhỉ. Đã bao xịt cho các bác rồi. Và tiếp tục là con số 7. Con này cũng đến từ thương hiệu Isaki. Và các bác nào mà xả lúa ấy, xả lúa thì sẽ lên xài những cái dòng này nhá. Tại vì nó là máng này, người ta sử dụng cái máng trượt thích hợp cho xả lúa này. Đó, xả phân xả lúa. Và con này cũng công suất lớn các bác nhá. Con này cũng 52cc này. Đến từ thương hiệu Kawasaki này. Con này nằm tầm 44 ly, bình xăng dưới nha. À, bình xăng dưới này nó có giá nó cao hơn một tí. Máy cực sáng luôn nha các bác. Vâng, con này có giá là 2.400.000 đồng nha các bác. Cực sáng luôn, bình xăng trắng tinh. Vâng, tiếp tục là con số 8 ạ. Con này cũng như con đấy thôi. Con này cũng giá 2.400.000 đồng nha các bác. Con B8 cũng biết từ thương hiệu Kawasaki, 52cc, lòng cực lớn. Đây các bác dùng cái họng gió ràng cực to luôn. Có những cái con, những cái dòng như vậy em sẽ gắn hết cái này cho các bác cái tay này nhá. Các bác không phải lăn tăn sợ lứt bể gì cả. Rất ok. Vâng, cái giá này em báo là bao ship cho các bác hết rồi nhá. Đã bao ship tới tận nhà, bao ship toàn quốc luôn. Các bác chỉ cần nhấc điện thoại lên và viết cho em một tin nhắn mình muốn xem con B nào, chẳng hạn đây là nô B, B2, B3, B4.
Em sẽ test đồ chị và nói chi tiết máy hơn cho các bác nhé. Vâng, còn hình thức bên em mua bán, em lại nhắc lại một lần nữa, trước khi em gửi hàng cho các bác cọc cho em 200k, ghi địa chỉ số điện thoại mình nhận, em sẽ ship hàng bằng Viettel, Vietcep ship tận nhà. Trước khi nhận hàng và giao tiền cho nhân viên giao hàng, các bác cũng được quyền xem hàng nhé, xem vỡ bởi gì không, và có xăng sẵn ở đó các bác có thể test nổ thử ạ. Vâng, con nấu hàng này cực đẹp các bác nhé, cực sáng. Hàng này em đã dọn dễ test nổ ngon lành hết các rồi cho các bác hết rồi nhá. Các bác không phải lăn tăn về vấn đề là về phải làm cái gì nữa, tay các thứ đầy đủ hết cho các bác, giá về tới nhà là như thế vậy ạ. Vâng, xin chào toàn thể bà con nhé, xin kết thúc video tại đây.